Cảm ơn bác Cục Tám ở dưới Văn Khúc, huyện Cẩm Khê đóng cho gia đình một số bộ đồ nội thất, bao gồm chiếc sập thờ và chiếc sập chân quỷ và một bộ trường kỳ quấn đạt như ý muốn, phù hợp với điều kiện của gia đình. Vâng, thì cháu thay mặt sở là rất cảm ơn gia đình bác ạ, tin tưởng và ủng hộ rất nhiều sản phẩm của cháu ạ. Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 30 tháng 7 năm 2020 đây, và chúng tôi vừa lắp đặt trong gia đình nhà bác Quý tại Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ một bộ sập ngồi chất liệu gỗ mít có kích thước là 1m8 x 2m2. Thì trước kia chúng tôi cũng đã bàn giao và lắp đặt cho gia đình một bộ sập thờ cũng như là bộ bàn ghế trường kỷ đây, trường kỷ chất liệu gỗ mít đây, tất cả đều là chất liệu gỗ mít vậy nhá. Đây là bác Quý, bác chủ nhà đây. Thì toàn bộ sản phẩm rất là bằng chất liệu gỗ mít đây. Hôm nay chúng tôi là lắp đặt xong một chiếc sập ngồi. Chiếc sập này thì gia đình đặt khá là lâu rồi. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong. Kích thước hàng đại. Đây, trong này là chiếc sập thờ mai điểu. Sập thờ mai điểu gia đình đặt chúng tôi từ trước. Còn bộ mẫu mã cũng như là kích thước làm theo yêu cầu của gia chủ hết quý vị. Đây là trường kỳ hàng đại gỗ mít. Quay đây chủ phòng. Vâng, cho nó quay. Rất cảm ơn gia đình bác Quý nhé. Bác đã tin tưởng sản phẩm đây quý vị. Đây là bác Quý, bác chủ nhà này. Hôm nay cho bàn giao cái sập này thì bác có hài lòng cái sập này chứ bác? Cảm ơn bác Cục Tám ở dưới Văn Khúc, huyện Cẩm Khê đóng cho gia đình một số bộ đồ nội thất, bao gồm chiếc sập thờ và chiếc sập chân quỷ và một bộ trường kỳ quấn đạt như ý muốn, phù hợp với điều kiện của gia đình. Vâng, thì cháu thay mặt sở là rất cảm ơn gia đình bác ạ, tin tưởng và ủng hộ rất nhiều sản phẩm của cháu ạ. Mọi người có nhu cầu nhé, mua sắm nha, những cái đồ nội thất như này thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 510 806. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có website là đồ gỗ tùng 8.com. đây, phía bên này là anh con trai bác Quý đây. Anh tên gì anh nhỉ, em cũng không nhớ tên luôn. Ôi, quay bố anh luôn. Nhiều người nó biết đấy. Vâng. Chủ yếu anh xuống chốt đồ nhiều, rất cẩn thận, anh cẩn thận lắm, anh xuống anh chốt từ soạn gỗ luôn. Ok, chào mọi người nhé và hẹn lại mọi người trong những video clip khác.